Đầu tiên cho Cần Ngựa Công xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú, anh chị, bạn bè cần xa, anh em đồng nghiệp đã yêu mến Cần lời chào sức khỏe ha. Thì vâng, hôm nay cũng tới cái chủ đề là Cần sẽ đi thăm bãi rắn ha. Thì Cần thăm cái bãi rắn luồng bẫy của Cần gần nhà. Hôm bữa thì Cần thăm mấy cái, mà chứng rồi tặng Cần tăng cường 5-6 cái, chắc cũng thể là luồng bẫy Cần này có 30 cái á. Rồi trời cũng sáng, cũng giờ cũng 8 giờ rồi, Cần tranh thủ đi thăm bẫy. Xong rồi để chiều về Cần làm thêm một số bẫy nữa để mình tăng cường, mình đón cái đợt bão nè. Nghe tin của đợt bão này cũng vui vui cả nhà. Thì không biết sao chứ mà có mưa là có rắn. Rồi để Cần quay chiến lược đồ nghề của Cần ha. Thì thăm 30 cái lợp. Anh thằng đem thêm một cái lợp xì cua. Cái này thì em bỏ chuột vô sẵn rồi nè. Đó. Chuột thì hôm bữa em mua 1,5 kg chuột á. Của anh Vẹo, cái anh Vẹo chia lại thì này cũng còn 10 mấy con, cũng ngon. Thì lúa với dưa leo thì sách nặng quá thì em cũng phải bỏ vài xe bớt để đi khách, chỉ những cần thiết ở chỗ nào thôi. Với một cái túi lưới mà anh thầy cây bò lóc cho để mà có trồng bắt cần bỏ vài xe đó. Rồi bây giờ cần mời cả nhà cùng trải nghiệm ha. Lấy túi chè lại cho mát nè. Với cả nhà xem nè, tại sao có cái này lồng này, có cái nắp này ha, tại vì cần nghĩ khi mình bỏ rắn mấy đây nè, có rắn lửa ở đây tung túi lưới á, chuột nó nhồi ra cắn lủng lỗ, rắn ra uổng nên cần làm cái này che lại cho chuột nó không cắn được. Cái tuy nhiên là con chuột nó thấy rắn sợ, nhưng mà cái phòng ngừa vẫn hơn cả nhà. Khi mình được con rắn là mình mừng vui, mà lỡ để có chuyện gì xảy nữa buồn. Rồi giờ cần xe vô cái bãi đầu tiên bên kia nhà người ta, cần đi khu bãi này cần ở gần nhà không ạ. Cái này cái đầu tiên thì rộng đầu tiên có hàng này. Cần đánh những cái bụi chuối này nè, cần mình kiếm những anh hậu hành nè, chứ hổ dợn thì chết mòn. Cái anh thổ nó dướng cây cái này, còn hổ dợn rồi mùa này thì anh em phải ra ngoài bờ đìa thôi, nắng hay xuống dưới lắm. Cái đầu tiên sao đây, trời ơi cần thấy lúa ép đi cả nhà. Luôn cái điện thoại cần đánh, cần lấy lúa ép đây này. Chà, ngộ thì chứ, dính được cả ngày. Giờ cần nói đánh ở đờ bờ đìa, cần mình kiếm dợn mà tự nhiên kiếm hành trong đây dính dợn cả nhà. Ăn thiệt cả nhà. Trời ơi, cái máy cần đưa đó. Thôi, cần quay cảnh đưa vô để mắt cái này xem mọi người. Chà, cần tìm dính dợn. Dọn này không biết bự nhỏ, cần biết bự nhỏ đâu. Chà, con này chắc con không được bự lên này. Con này chắc cũng từng 8 lạng 1 ký trời coi nè, 8 lạng 1 ký trời nè. Quá đã. Trời ơi, mình nghĩ đâu có dính dọn đây mà sao dính dọn ta. Chứ cần đoán là cần đoán cái hổ hành chứ. Còn này biết chằng kèm chắc 8 lạng rồi, chắc cuộc chóc cú luôn cái nè. Thôi nè, có nhiều anh em nói tại sao mà thăm lắng có bỏ vô hay không, mà sao cái lợp nó sạch bóng nè. Cần nói anh em nè, anh em thấy không, hai bịch lúa cần bỏ hai lúa luôn nè. Chuột nó chưa kịp ăn cái lúa luôn, nó chỉ lướt mấy hộp lên, nhìn thấy không, là con rắn vô nó xử rồi. Trời, vừa vô cái đầu tiên tưởng trúng cái điện thoại vô cây chuối, lắc cái máy. Trời ơi, nghĩ dính về hành cái đâu, canh giờ hành cái đâu có canh dợn này, dính dợn cả nhà. Rồi cả nhà xem nè. Rồi để cần thế coi lợp ha, ra trống cần bắt, cần thăm 1-2 cái ở trong đây nữa, cần ra trống rồi cần bắt không cho cả nhà xem á. Quá ngon cả nhà. Rồi, tiếp tục cần vô đây thăm một cái nè. Ở đây thì cần có 3 cái mà tính bắt rắn ra, mà thấy có công kia không vô nhầm lúa ngang cả nhà, chưa bắt rắn được. Để hồi còn kiếm con nào nhìn bắt không. Cái này từ lâu cần đi thăm chuyến đầu dính được con hàng nhất rồi. Thằng nặng thế này. Ủa, nhà thế à. Rồi, cái thăm dính cả nhà. Để cần cho nó một lúa, dưa leo, nó làm cho tốt.
Mùa này anh em để ý nha, anh em cố gắng cho dưa leo vô để con chuột ăn nó không bị chết nha. Cần tiếp tục cái cặp bên hông, cái này thì còn đặt nè, đây có nhà người ta quá nha cả nhà nên cần không có lớn. Cái này thì cần đánh cặp bờ tường nè, đánh cần đánh hù dọn nè. Hồi nãy cái hoài cần đoán sai lệch cái nè, thường cái đó là phải hô hành đi cho ai rồi đi hù dọn, đúng là mình đoán không bằng cái đoán. Cặp bờ tường im lắm cả nhà, không thấy cái gì đó. Trời ơi, nặng lắm cả nhà, nặng lắm, không biết cái gì mà nặng lắm cả nhà. Trời ơi, hổ dọn cả nhà, con này cỡ con kia sao không lấy bậy nó đi ta. Hổ dọn cả nhà, hai con cả nhà, hai con trung điểm. Trời ơi, phải cả nhà, con này chắc bậy con kia sao, con 7-8 lạng nữa chứ không được con bự nữa. Rồi bậy nó sao cả nhà, quá ngon, tuyệt vời luôn cả nhà, quá đã. Con này chắc hai con đi một lượt, hai bịch lúa cả nhà thấy, hai bịch lúa nó ăn mới có nhâm một xíu thôi, chuột thấy không, chuột thì ăn để nấu đây nè, phân ỉa đây luôn cả nhà thấy, nhà phân ỉa nè, phân của hồ dọn này cả nhà thấy không, dễ đầy luôn. Cái này chắc một cặp đó cả nhà, hai một lứa nó đi nè. Con kia cũng cỡ này, con này cũng cỡ này. Rồi để cần ra ngoài trống ha, cần bắt luôn cả nhà, kiếm cho nó miên, cần bắt cho cả nhà xem ha, quá trời ngon cả nhà, tuyệt vời luôn. Đây cần mở chiến lợi phẩm ba cái đầu tiên cho cả nhà xem. Hồi nãy có lần kia có người nên cần không có cho cả nhà xem mà bắt được. Vô cái đầu tiên, cái này nè, cần nghĩ là cần ngay cho nó đẩy ra đó, cần kiếm mẫu hành đó, cần suy nghĩ cần là không bao giờ là hổ dọn đi qua đường đó, anh dọn đi luôn thiệt luôn cả nhà, chắc ngay cho lón đi ăn á. Cái này một cặp nó hay là một bầy nó cần không biết nữa nè cả nhà xem nè, dọn đen mà con này cũng đen nè, con này đen hơn con này nữa, con đen con vàng mà này cũng không phải là dọn vàng, dọn đen đó, cả nhà xem con này đen kinh luôn cả nhà thấy không, hai con này cỡ rồi, đứa cũng 8 lạng ký, không biết được ký không, không biết là hồi gì cần hay cần xem cái này coi. Rồi cái này cần, cái này là cần để lồng lớn nè, lồng này cần đẩy cần canh me hổ dọn 3-4 ký nè, tại hồi năm rồi cần ăn 1.8-2 ký ở đây nhiều lắm, 1.8 ký chứ không có 2 ký, nó 7-6 ký rồi nhiều lắm cái nè, năm rồi còn 2.2 ký ở trên kia. Cả nhà xem mấy ba cái đầu mà ngon đậm đà. Rồi bây giờ cần những máy bắt luôn cả nhà, rồi giờ cần bắt luôn cả nhà. Cái loại này thì nói chung thì nó cũng không có độc, nhưng mà có cái là nó cắn chảy máu nên cần đeo bao tay. Con này đầu tiên rồi cả nhà, hai con này chắc tèm ngang nhau à, quá trời ngon luôn. Vô thăm ba cái đầu tiên là hốt hàng cả nhà, cần kiếm một cái cây nữa chịu dưới rồi, không lấy thì cần quay về nè, nó cũng ra luôn à, dài cái giờ lội này dài cũng khó là bắt á. Rồi đúng rồi. Rồi, ra nè. Đó, ra nè. Đó, cái nhà xem nè. Wow, đã tuyệt vời cái nhà. Ui, trời ơi. Cái nhà xem nè. Nó quất cái máy của em. Nó cơn xì bò em thấy không? Cơn xì bò. Mày, bưởi. Đã không cái nhà? Nó ra nó dài quá, nó quơ cái máy á. Quơ cái máy của cần. Rồi, để cần bỏ con này vô ha. Thì cần bắt tiếp con kia cho anh xem. Mình dành đen này. Con này dành đen ngày xưa bà con mình và những chú bác á, người ta nuôi á. Cái loại này là người ta nuôi, người ta xuất khẩu nè. Thịt á, thịt xuất khẩu cái nè. Tại cái trọng lượng nó lớn á.
tầm đường nó 3-4 kg là bình thường, mà giờ kiếm con cá vậy khó lắm. Cái này là vô bẫy này anh em làm luôn rồi, đâu có chà bự nữa. Anh em có kỳ lâu rồi, hồi gần mấy tháng trước cần hơn cần làm được con 2,2 kg. Ra ở cái nhà xem này. Quá đã luôn nha, tuyệt vời không? Giờ cái dài sọc con này con nào cũng lấy là hơn 1 mét 2 mét không nha, không có con nào nhỏ, không có nào ngắn. Con này còn đen hay là thấy không, đen mung luôn, người dân đen đen mung luôn cái nhà thấy không? Quá đã, hai con một nơi, tuyệt vời, tuyệt vời mặt trời vô nè. Hai con này chắc không được 2 kg á, tại giờ này nó nhỏ ở tầm 8 lạng trở lên, khỏe mà. Hai con này 3-4 kg ngon lắm, quấn giữ em ra này, ra vô bị đi quấn gì nữa, quấn vô hay ngon lành cả nhà. Rồi để cần úp máy xử lý cái lạp, cần nghe điện thoại thì cần thăm mấy tiếp cho cả nhà xem nhé. Rồi tiếp theo cần vô cái gò hõm mà cái da lắng bữa hôm bữa lột của cả nhà, cần dính 4 con bữa hoành hành đó. Đây hõm cần dính con ngựa nè, cái này có dính nhiều không đây, không biết con này mấy con lột da nó quay cho trở lại không. Trời thấy rắc, chuột thấy rắc đây luôn cả nhà. Rồi chuột còn nguyên chạy ra chào hàng mình, hello hello phát lương đi, rồi cho mày tứ lương luôn. Cần tiếp theo loại cây bẫy mà hôm bữa cần dính 4 con, biết nay giờ còn vô còn con nào không, biết coi con bữa hôm hồi giờ nó lột da ngay cái này, biết nó có ở lại hả đi. Chà, có ai chặt cuối cả nhà, biết có đạp bẫy cần không, tội rắn mối không muốn là bẫy 2 con nữa. Còn cái bẫy mà thấy kỳ quá ta, ôi hơi ngặt quá. Rồi còn cái bẫy cái này cần quá thì cứ đè lên rồi. Ôi con chuột còn cái này, cái này không dính này, dính 4 con quá hết rồi, không còn chuột còn là cái này thấy không, cái nó vô được chưa, còn nhả te cái này. Rồi cái này còn cái này, cái này tham dính 4 con này hết dính luôn. Rồi còn mấy cái nè, tụi bẫy cần tham biết cho cái nhà xem à. Thằng kia có người ta gài cu gài quất gì, mình cần nói chuyện nhỏ nhỏ cả nhà xem cũng thảm này. Ui trống trơn đất, ui nặng nặng vậy, trời ơi bà ngựa cả nhà, bà ngựa này. Cả nhà mới đây nãy cần dính ngựa cái xong cái cần định bắt, cần qua kia thăm một cái nữa, dính thêm một con hành nhất nữa cả nhà mà không dám bắt, với cần không có lập xì cua còn lấy lúc cần vô bụi còn bắt luôn nè. Cả nhà thêm hành nhất nè, chào bá đã cả nhà nè. Có hành nhất là có tiền cả nhà. Thì nói chung giờ làm cũng kỹ càng cả nhà, chứ mùa này mà làm lợp lại cũng hơi cực khổ. Mùa này hơn năm nay còn rắn còn chạy, chứ hồi năm rồi là rắn đâu còn chạy đâu. Nói chung là giờ cũng kỹ càng cái này, khi người ta không có tham, nhưng mà cái khi ta lợi cái bẫy mình ta coi dính lợi dính rắn gì đó liền ta lấy bẫy luôn. Rồi quất dài không dính, mấy anh nãy giờ dài không dính cái này, nhiều khi người ta lợi thấy dính cái bẫy dính rắn là người ta bắt luôn, lấy bẫy mình luôn cũng hơi uổng, cho nên là cẩn thận nhất hơn cái nè. Ủa cái này còn chuột nguyên luôn mà không dính. Rồi cái bẫy cần sẽ quay tiếp cho cả nhà xem á. Rồi tiếp tục ở đây em có cái nữa cả nhà, ở đây gần đường quá đánh nhanh lẹ có dính không dính anh nhầm lên cái này. Rồi như có phần dưới lớp cái này cả nhà, khổ hành phải không, hành nhì cả nhà, ngon hành nhì. Rồi để vô trong cần bắt luôn cả nhà,
cần xin phép cả nhà bắt cái này nhanh lẹ khỏi quay hết cả nhà, cần quay chiến lược cho cả nhà xem thôi, để gần đường quá đến bắt ấy sẽ lộ bìa bảy cái này hình gì nè, quá ngon cả nhà. Rồi cần tiếp tục vô cái bẫy quần thổi mà thường dính tròn cũng cái này, ở chỗ này cần 5-6 con tròn rồi nè, tới từ xa nhìn thấy cái bẫy rồi, còn cái bẫy là mừng rồi, tại ngay này trống lắm cả nhà, nếu còn con nào lạc lối nữa không. Chiếc này còn cả nhà, anh tí còn nguyên luôn, ngày này còn dính 5-6 con luôn, nay nó im ru và bà rù ra rồi, vô đây luôn cả nhà, ngày này hổm còn cũng dính con tròn bự nữa nè, để coi cái đường đi mới đâu, chà, ai đường đi cũng dẹt dữ lắm cả nhà, này mới to nè, có dính gì nữa không, ồ chiếc này nhà te rồi cả nhà, chiếc này chuột con chuột chạy ra chào hàng luôn. Rồi để cần cho vô leo rồi chiên như chiếc này không thằng bảy không dính nữa, tròn luôn rồi. Rồi cần qua tiếp khu khác cả nhà, rồi cần tiếp tục vô thằng bảy cả nhà, khu này khu mới cần đưa bảy vô đây, cần tính kiếm mấy con hồ đất hồ sáp rồi lại có nước mặn nó ngọt cả nhà, rồi nay khu bảy trống trơn luôn rồi, có phân như thế này nè, ở đúng rồi phân rồi nè, rồi cục phân hết hồn luôn, cái này một là hổ ngựa, còn hai là đại ca thôi chứ không có đường nào mà chạy, hổ hành không dễ phân vậy tội nặng nha, trời hổ ngựa cả nhà ơi, trời, cái này không biết mấy con rồi sao, con cả nhà, con ngụy quá. Đọc thiệt chứ, rồi cần lấy kia bắt luôn cả nhà con hôn ngựa nè, con này hình như có trứng nè, rắn mùa này rắn cái con này có trứng, con ngựa cái này có trứng cả nhà, con này chắc chừng 7 lạng có trứng nè, quá trời ngon, cái này về mà hầm tới đồ ứng ha. Rồi giờ cần bắt rắn luôn cả nhà, vô con này nữa là cần có trên 3 ký rắn này, tuyệt vời luôn cả nhà, nắng quá cả nè, trời giờ mới 11 giờ mấy mà nắng muốn bể cái đầu luôn, đi cái nắng quá mệt, đó cần khỏe lắm, mà từ hồi sau ngủ sau, từ hồi cần chích vaccine vô cái rồi cái đi hồi cái tự nhiên nó mệt kỳ cục, ngày cần hôm bữa cần vô lúa tới tấp luôn, 3 bịch lúa luôn, dở cái lọp năng kịch tưởng đâu con này phải 1 ký, con này tầm 7 lạng có. Chả re luôn, canh nước mặn nước ngọt kiếm 1-2 con hổ sáp rồi để mà mình về ngâm rượu cho ba ổng uống rồi mà không có đó, chưa đến nay nó chưa ra mà nó cắn cần rồi, cái số cần sao mà chắc không có hợp với loại đó sao cả nhà, cái nhà thấy không, loại này ra là bắp, wow trứng quá trời trứng cả nhà, ốc nóc trứng mọi người thấy không, ừ. Con này vô nó cần hơn 3 ký rắn này, thăm cũng nãy cũng nửa lọt rồi, nữa lón lọt cái nè, 30 cái mà nãy giờ cũng nửa lón có hơn á, cũng 18-19 cái rồi, ngon quá, mùa này không ngờ rắn chạy dữ thì chứ, này cái nhà xem túi rắn nè, này tầm 3 ký ăn lên này nè, quá ngon ha, rồi cần xử lý cái lọt tới 7 cần xử lý tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi tiếp theo cần lại lên cái luôn cả nhà, cái hở này cần đặt xong rồi cần quên đi tới đi lui nè, cần đặt đây nè, hổm cười hổm vô dính con hổ ngựa cũng 7-8 lạng gì đó, giờ cần đặt đây nè, cần canh ở đây kiếm một con hổ sáp khủng rồi coi. Cái này thấy lúa còn đây mà không thấy ép lúa mà thấy dấu chuột ăn chắc không dính rồi, rồi thì không dính cả nhà, rồi lại cần ốp máy tới 7 cần phải tâm tiếp cho cả nhà xem á, rồi cần tiếp tục vô đền cái luôn cả nhà, rồi, nắng đi trúng rắn y trúng rắn mà còn mệt cả nhà, nắng này còn hơn 37 độ, ôi cái nắng ôi mất không nổi,
phải cần đập đâu ơi ta. Giờ tầm bảy ba ông đánh chết luôn. Hình như cần đập bên kia cái này. Nó có ở đây. Cái bẫy thì không thấy cái lúa ép gì hết. Trời ơi. Nặng cái này. Trời ơi, bánh mì nữa. Con ngựa cái này. Đây khu hổ ngựa rồi sao. Vô dính nào nó chà bá không cái nhà thêm này. Trời ơi, con ngựa con nó 7-8 lạng không. Đó, dữ không. Đó, cái nhà xem này. Con nó 7-8 lạng không. Máu làm chật. Rồi, để cần thế cái bẫy thì hồi ra trống cần mắt cái nhà. Kệ nó dính hồng ngựa 7-8 lạng gì cũng ngon. Rồi, giờ cần bắt con hồng ngựa lên luôn cả nhà. Chính một loại hồng ngựa này mau có ký lắm cả nhà. Con 7-8 lạng mau có ký lắm. Rồi, cái này thì mình bán nó giá thành không có cao bằng hổ hổ hành. Hổ hành bự bự cái này thôi bán có lý. Còn hổ ngựa cái này thôi bán cũng được, cũng ngon, dễ bán, nhưng mà có cái là nó ít tiền hơn hổ hành. Và dính cái thời loại này, loại mau có ký. Mùa này con nào nhìn cũng có bụng u có trứng sao. À, cái này xem này. Con này cũng 6-7 lạng này chứ đâu có nhỏ đâu. Thấy không? Cực kỳ. Cũng cần bắt nó luôn. Phân thì ỉa đầy. Nhỏ, nhỏ dơ. Phân thì ỉa đầy luôn. Cái loại này cả nhà tới là cái là chuyên gia nhìn cái lợp ở đầu lợp á, anh em trong nghề biết đầu cái đầu lợp á, thôi đầy cái đầu lợp tưởng nó vô hàng khủng vậy không á. Giờ toàn lỗ ngựa không cả nhà. Cái này hổm cần vô làm cần làm cũng 2 hố ngựa, cái này vô cũng 2 hố ngựa nữa ra nè. Cần làm một hôm chết hôm chạy, đôi lúc thì bắt rắn cũng hơi lâu ha. Cả nhà xem thông cảm, có nhiều khi anh em trong nghề cũng thông cảm á, tại vì cái cần thì lặt rồi, cần làm cái loại như thế này, một phần là để dễ phân biệt bẫy với anh em. Khi mà đụng bẫy anh em á thì anh em biết bẫy cần, hoặc là đã cần đụng bẫy anh em cho khác thì cần sẽ biết bẫy của anh em khác. Đó, lặt rồi là như vậy. Nên với phần hai nữa là cần làm bẫy hôm chết hôm chạy á, rắn tỷ lệ rắn dính vô là khó là xảy. Đó, cái nhà xem nè, ngựa một cái này không, loại này dữ lắm nha, ra táp búa xua tù xua luôn á. Rồi vô nè em, quá đã cả nhà. Ôi ôi, này chắc chưa được 4 kg đâu, 3 kg mấy có. Cả nhà xem túi rắn nè. Hết hồn cả nhà, đã không, sướng cực kỳ. Quá, được có con hình nhất, con hình nhì, nhiều ngựa giờ anh. Rồi còn bảy nữa cả nhà, còn khoảng chục cái bẫy nữa mà còn có đúng con chuột à. Rồi cái bẫy cần sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nữa ha. Thì hổm người ta chỉ mình con cái con hổ dện bự lắm, trong nhà người quen cần neo hoài cái trong cái cần nãy thăm cái hoài rồi không dính, cần canh ở đây xem nó có vô không. Rồi thấy cái đuôi chuột ló ra rồi chắc không dính được cả nhà. Cái con hổ dện mà đâu dữ rồi. Rồi cái này không dính cả nhà. Cho mày cục ngồi nè, đưa leo nè, kia có người như thế nè. Cần vô đây thăm một cái, cần thấy bờ rào có lý đó nè. Cần vô thăm một cái, chúng ta cần đặt đây, coi có không. Về cần tổng kết số đắng cho cả nhà xem nè, có người cần nói chuyện nữa.
rồi hai con cái này, hai con. Hai con cái này, con hình nhì, con hình ba. Rồi, về để về cần bắt con cái này. Phần nó dĩa bên đây, thấy cái đống cái này thấy không? Rồi, hiện tại cần nó về tới nhà cả nhà. Nè, chào cô chú cái đi. Chào cô chú. Đây, con bé thứ ba có cần nè. Đây là bé thứ hai, nhất là Mai Ca. Dạ. À, này là Mai Ca. Cái này là Su Lì nè. Ăn ăn kẹo uống sữa, liếc răng lụng ráo à. Còn bé Út cũng là bé gái luôn. Ở sao đó, hồi cần quay cho cả nhà xem luôn. Bé Út nay cũng 6 tháng à. Nè, cái nhà, hai con này mới dính nãy nè cả nhà. Đó, thấy à. Nó thấy cần thăm dính đắng gì hai đứa nó mừng lắm, đắng nhiều nó mừng. Đó, thì mình làm nghề bắt đắng mà toàn là le le không à, anh em. Sao số mình toàn là vợ đẻ le le không, ba le le. Trời ơi, nữa biết ai nói nghề của mình. Hết chuột luôn anh em ơi. Yên cái cha quay. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đấy, cuối cùng. Đây, con ẵm em lại cho cha quay em ơi. Cho ba chị em luôn. Cái ẵm em ở đây. À, lại đây đứng ba chị em cho cô chú coi ba le le cái cha coi. Rồi, xu lên đây con. Đây, le le Út của cần nè. Nè, nhìn nè con. Mới 6 tháng nè. Con mắt nó bị nổi vậy. Nè. Bụi. Nó dụi hả? Nè nhìn nè con, nhìn cha nè. Nhìn cha nè, kêu ba đi. Đó, cả nhà thấy không? Đây gái Út nè. Này thứ hai, này thứ ba nè, này Su Lì nè. Su Lì nè, lì dữ dữ dằn lắm cả nhà. Nè. Dạ, cần làm nghề bắt rắn ba le le này, chừng nữa biết ai nói nghề cần nữa. Chắc nữa theo chồng giữ cho quậy khờ luôn. Nhớ mặt nhìn cái ơi. Ba le le. Xin chào cô chú hả? Rồi ca mấy ca quay cho bác hay con. Dạ. Hai con cuối nè cả nhà. Giờ làm kiếm tiền nuôi sữa, nhỏ lớn, bé lớn thì học lớp 2 rồi nó hết uống sữa rồi. Còn bé Su Lì nó uống sữa. Còn bé nhỏ thì uống sữa mẹ. Nè con đông cũng vui cả nhà mà đôi lúc cũng cực. Giờ mình ráng làm mình nuôi nó. Con này hành gì nè cả nhà. Nè. Con quay ngay cha này cả. Con này hành gì? Đó. Cố gắng răng không ngờ thôi cha. Con rắn này không hành. Không hành. Bởi vì le le không mà đâu biết rắn nào rắn nào đâu đâu. Nó đâu có nghề đâu. Nó đái gì thì ngớm quá. Vô nè. Con này hành gì? Lì. Còn nàng Út thì vô tây. Con này hơn ba cả nhà. Hơn ba. Con này chừng lăn mấy à? Hơn ba. Rồi cần bỏ vô cần tổng kết chú rắn luôn ha. Còn quá đã. Chơi đi cả nhà. Quá nè trúng rồi. Hôm nay không có con tròn nào á. Thằng bữa có tròn. Không có con tròn nào luôn. Ờ thằng bữa gì chuyến nào cũng dính tròn quá, chuyến này giờ họ không dính. Đã hết rồi đây. Ngay sau đó hết tròn rồi. Không dính tròn nữa. Cha con. Hả? Con rồi, rắn. Quay cân ngay cân này ca đi cho cân ca mấy ca. Nhiều ký con biết không? Chú mấy? 4.3. Ôi gần 4.3 cả nhà ơi. Trừ bị đi còn như 4.2, 4.2 cả nhà ơi, quá ngon, 30 cái lợp. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Rồi quay mặt ngay cha này cả. Rồi tổng kết thì cần hôm nay được 30 cái lợp, được 4.2 rắn. Nó trúng cúng quá cả nhà, không có cần ngợi nghĩ mà mùa này mà rắn trúng chạy vậy. Rồi cần cũng cảm ơn cả nhà ha, đã xem video của cần. Nếu cảm thấy thương mến cần cho cần xin một like, một lượt đăng ký ha, và chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Cuối video thì cần cũng chúc cả nhà có buổi tối thư giãn bên người thân, bên gia đình nha, tràn đầy hạnh phúc yêu thương nha. Rồi con mấy con chào cô chú đi. Chào cô chú. Chúc cô chú buổi chiều vui vẻ. Ba le le cả nhà, le le lớn nè, le le nhỏ mới nay mới 6 tháng, ba đứa con gái luôn cả nhà. Nhìn cái nè, thay như cần hai đứa là cần muốn ngưng lì cái bà, vợ cần với bà. Má cần á, muốn thấy hai đứa ít quá, ráng kiếm coi có anh trai không, đẻ ra cái nàng này ra, cái mặt y như con trai cả nhà. Ai đi ngang người ta nói ôi sao giống con trai dữ vậy. Nhưng thật sự bé này gái cả nhà. Rồi cần chào cả nhà, xin hẹn cả nhà với giúp tiếp theo nha. Chào cô chú được không? Chào